Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Amika đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành speed test giữa hai chiếc máy, đó chính là iPhone 15 Pro Max và Oppo Find N3 các bạn nhé. Cả hai chiếc máy này thì đều gần như là có những cái con chip mạnh nhất trong cái thế giới của nó rồi. Đấy, A17 Pro cũng như là Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3 mới ra thì có thể là đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì cũng sẽ được trên tay thôi. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn 7S đã hỗ trợ cho mình cả hai chiếc máy, đó chính là iPhone 15 Pro Max cũng như là Oppo Find N3. Những bạn nào đang quan tâm về cả hai chiếc máy này có thể kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. 7S hiện tại đang có một mức giá rất tốt dành cho cả hai chiếc máy này. Quay trở lại với nội dung chính của video, bây giờ mình sẽ tiến hành show cho các bạn xem về phần đa nhiệm nha. Không có gì cả này, sau đó là tiến hành khởi động lại luôn. Như vậy là cả hai chiếc máy này đều đã được khởi động lên. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành show lại một lần nữa về phần đa nhiệm nha. Không có gì cả này. Rồi, AnTuTu Benchmark cái này thì không tính, để xem điểm cho vui thôi. Nói chung là điểm số thì cũng chỉ để tham khảo thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần speed test này. Hill Climb 1, 2, 3. Đây là một cái tựa game nhẹ để khởi động đầu tiên cho cái cuộc đua này. iPhone đã vào trước rồi nha. Tiếp đến là Alpha 8, 1, 2, 3. Cái game Alpha 8 thì nó bị lỗi các bạn nhé, cho nên là mong các bạn thông cảm, để nó tải nãy giờ mà nó không chịu tải. Ok, đến với Fruit Ninja, 1, 2, 3, coi như là không tính đi. Tuy nhiên các bạn cũng phải lưu ý rằng là Oppo thì nó sẽ kiểu là nó reload ứng dụng, nên là cái phần test RAM ngày hôm nay nó cũng sẽ hơi khó một tí. ZBuxRide mình thì mình đoán là chắc chắn là nó cũng sẽ reload lại hết tất cả các app thôi, thì từ đó là gần như là cái phần đa nhiệm cũng không thể nào mà tính được. Nhưng tí nữa mình vẫn sẽ show cho bạn xem Candy Crush Saga, nếu như nó giữ lại được thì tốt, còn nếu như mà nó đã xóa hết rồi thì thôi biết sao giờ. Gangstar 4. Về khả năng chơi game trên Oppo Find N3 thì mình thấy rằng là nó tối ưu rất là tốt về mặt độ phân giải, đồ họa rất sắc nét, rất đẹp. Tuy nhiên thì nó lại bị giới hạn hiệu năng, nó không có được bung hết. Mortal Kombat, không hiểu sao khi mà test game Steam Bug ấy thì cái phần mỗi cái phần CPU này nó lót lên được 100% thôi, còn phần GPU thì nó chỉ dao động tầm 30-40-50%, rất là khó hiểu luôn. Trong khi ví dụ như những cái chiếc máy khác như là Oppo Find N3 Flip, cái con máy mà hình gặp theo chiều dọc ấy, thì nó không gặp phải hiện tượng đó, GPU vẫn lót được 100% như bình thường. Tamron 2. Và mình cũng đã có nói ở trong video rồi, tức là mình bảo rằng là ok, Tamron Entry Bird 2. Nói chung là mình cũng đã có nói trong video, đó chính là đối tượng người dùng mà Oppo hướng đến, đó chính là những người kiểu doanh nhân thành đạt, không có thời gian chơi game. Đấy, cho nên là việc mà Oppo giới hạn cái phần GPU đó, cho nên việc Oppo giới hạn cái phần GPU đó để giúp có một cái trải nghiệm nó mượt mà, nó ổn định, nó đỡ bị nóng máy hơn là một điều mình thấy nó hoàn toàn hợp lý. Tại vì nó chỉ làm những ứng dụng văn phòng thì chủ yếu là CPU nó loát thôi, chứ GPU thì nó mới áp dụng cho những ứng dụng mà có đồ họa 3D, điển hình như là game. Và như vậy là Oppo Find N3 đã vào rồi. Hello Neighbor. Vậy nếu như bỏ qua về vấn đề game thì con Oppo Find N3 này nó thật sự là một cái điện thoại màn hình gập rất là chỉnh chu, từ thiết kế đẹp này, từ một cái màn hình trong cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, xem các thứ này kia ứng dụng được tối ưu cực kỳ là đầy đủ luôn, nó không phải là kiểu giống như là chỉ là nó không phải giống như kiểu là phóng to ứng dụng màn hình từ một cái màn hình nhỏ như thế này đâu, mà nó là được tối ưu cho một cái giao diện lớn, nên là khi trải nghiệm thì mình thấy là cũng cực kỳ thoải mái. Assassin 1, 2, 3. Đây, cái đá bật công cụ trò chơi này là nguy reload lại lắm. Đấy, ứng dụng thì vẫn đa nhiệm đầy đủ các bạn nhé. AnTuTu này, AnTuTu không bị reload. Game cũng không bị reload. Ok. Rồi, như các bạn có thể thấy Alpha 8 nó vẫn giữ bình thường nhé. Nãy là không tính speed test nhưng mà phần đa nhiệm nó vẫn giữ như thế thì vẫn tính bình thường thôi. Ok, ngon này. Oppo giờ đây đã thay đổi cái cách họ quản lý đa nhiệm rồi, tức là nó không có reload lại như xưa nữa. Đấy, không phải là do Oppo tối ưu kém gì đâu, mà ngày xưa cái kiểu quản lý của họ là cứ game là họ sẽ ưu tiên là họ xóa hoặc reload hết. Đấy, chỉ có game nào mà đang chạy tức thời thì nó mới giữ lại thôi.
chỉ có giữ mỗi game đang chạy thôi. Đấy, còn lại mấy game mà chị này là cho xóa hết. Thì các bạn có thể thấy rằng là đa nhiệm trên hai con máy này nó đều rất là tốt các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành test AnTuTu, sau đó là đo nhiệt độ này. Bốn mươi bảy này. Bốn mươi bảy độ 2. Này thì 44, 45. Cũng không hẳn là mát lắm. 45 khi chạy AnTuTu. 45 độ 3. Đấy, loanh quanh cỡ đó các bạn à. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Anh Oppo độ sáng vẫn còn căng đét, nhưng mà anh iPhone thì đã giảm pập rồi, tối thui luôn.